Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Quý vị thân mến, nhắc đến những vụ bắt cóc trẻ em với thủ đoạn và âm mưu tinh vi, có lẽ phải kể đến vụ bé trai 7 tuổi bị bắt cóc đòi chuộc 15 tỷ ở Long Biên. Đối tượng Nguyễn Đức Trung đã dàn dựng một kế hoạch thực hiện công phu với âm mưu lấy được tiền chuộc giải quyết khoản nợ chồng chất. Sau gần 6 tháng thực hiện hành vi bắt cóc bé trai đòi tiền chuộc, bị cáo Nguyễn Đức Trung, cựu cán bộ cảnh sát giao thông ở Vĩnh Phúc, bị tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử. Xét xử cựu cảnh sát giao thông bắt cóc bé trai ở Hà Nội đòi chuộc 15 tỷ đồng. Sáng ngày 29 tháng 12, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Đức Trung, sinh năm 1992, trú tại xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, cựu cảnh sát giao thông công an tỉnh Vĩnh Phúc về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 169 khoản 4 điểm a bộ luật hình sự. Nguyễn Đức Trung là người bắt cóc bé trai 7 tuổi đòi 15 tỷ đồng tiền chuộc tại khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên hồi đầu tháng 7. Trước đó, tòa án có kế hoạch xét xử bị cáo Trung vào sáng ngày 26 tháng 12. Tuy nhiên, do nguyên nhân khách quan nên hội đồng xét xử chưa thể mở phiên tòa. Theo cáo trạng, khoảng năm 2019, Trung vay nợ nhiều người để sử dụng vào mục đích cá nhân. Khi bị thúc ép trả nợ, Trung nảy sinh ý định đi tìm những nhà có điều kiện về kinh tế để trộm cắp tài sản. Ngày 4 tháng 7, Trung thuê ô tô nhãn hiệu Kia Morning màu trắng. Sau đó, lắp biển giả 29A 24699 để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Trung mua khẩu súng bắn đạn cao su của một người đàn ông không quen biết để làm hung khí chống trả nếu bị phát hiện. Sau khi chuẩn bị đầy đủ công cụ phạm tội, Trung nắm đến khu đô thị Việt Hưng và khu đô thị Vinhomes thuộc phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội để trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, hắn không tìm được nhà nào sơ hở để trộm cắp. Đến chiều ngày 14 tháng 8, Trung nảy sinh ý định bắt cóc trẻ em nhằm mục đích đe dọa người nhà của cháu bé để đòi tiền chuộc. Nguyễn Đức Trung mua băng dính loại to, đôi găng tay, dây chun buộc hàng cắt trên ô tô rồi lái xe đến số nhà D7, BT7, khu đô thị Việt Hưng. Tại đây, Trung thấy cháu Nguyễn Hoàng P, sinh năm 2016 đang đi xe đạp một mình. Hán liền bắt cháu P đưa lên ô tô, dùng dây trói tay và người bé trai 7 tuổi vào ghế phụ phía trên của xe. Sau khi hỏi cháu P và biết được số điện thoại của chị Đào Thanh Hát, mẹ cháu P, Trung gọi điện đe dọa đòi 15 tỷ đồng tiền chuộc. Gia đình chị Hát chuẩn bị được tổng cộng hơn 13,15 tỷ đồng. Chị Hát xin Trung cho trả số tiền trên để chuộc cháu P về. Trung đồng ý. Theo yêu cầu của Trung, chị Hát để tiền trong túi xanh màu đen rồi mang lên ô tô, lái xe theo chỉ dẫn của Trung đến đường gom gần khu đô thị Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Tại đây, chị Hát xuống xe ô tô, mang theo túi tiền để dưới đất. Trung lấy túi tiền rồi thả cho P ra và lái xe bỏ trốn. Ngày lúc này, tổ công tác của công an thành phố Hà Nội phát hiện bắt giữ kẻ bắt cóc trẻ em cùng vật chứng. Bố bé trai kể lại hành trình nghẹt thở mang 15 tỷ đi cứu con bị bắt cóc ở Long Biên. Sau 10 giờ đồng hồ trắng đêm truy lùng, lực lượng chức năng đã cứu được cháu bé an toàn trở về với gia đình. Nhớ lại lúc tên bắt cóc tống tiền, bắt giao 15 tỷ tiền chuộc con, bố mẹ bé trai 7 tuổi như ngồi trên đống lửa, nhưng anh chị vẫn cố giữ bình tĩnh để cứu con về. Bố cháu bé cho hay đối tượng liên tục đe dọa và yêu cầu tiền chuộc nếu không nhận được tiền thì đừng nhìn thấy con ngày 15 tháng 8 công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Đức Trung sinh năm 1992 quê huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc để làm rõ hành vi bắt cóc bé NHP sinh năm 2016 ở phường Việt Hưng quận Long Biên để tống tiền sau 10 giờ truy tìm nghi phạm bắt cóc cháu P cháu đã được trở về với gia đình an toàn cháu P chơi đùa với chị gái ở nhà không có biểu hiện hoảng sợ. Lúc này, vợ chồng anh NXC, bố cho P, mới có thể thử vào nhảy nhóm. Nhớ lại khoảnh khắc nghe tin con bị bắt, bố cho bé vẫn không thể tin được sự việc này lại diễn ra tại gia đình mình. Anh C kể lại, khoảng 19h04 tối ngày 14 tháng 8, anh vừa đi thể dục về thì gia đình nhận được cuộc điện thoại từ người lạ báo con bị bắt cóc, yêu cầu gia đình chuẩn bị 15 tỷ đồng để chuộc con. Cuộc gọi chỉ diễn ra mấy giây. Lúc này anh C tưởng bị chiêu đùa nên bảo vợ gọi lại số lạ thì thấy đầu bên kia tắt máy. Khi đó anh mới tin còn bị bắt cóc nên bảo vợ kiểm tra camera còn bản thân ra công an phường Việt Hưng trình báo đồng thời nhanh chóng chuẩn bị tiền để cứu con. Anh nhớ lại lúc đó hai vợ chồng rất sợ bảo nhau không được khóc phải bình tĩnh để giải quyết sự việc. Trong quá trình chuẩn bị tiền gia đình anh C liên tục nhận được điện thoại từ nghi phạm. Khi trao đổi lại với kẻ bắt cóc về việc gia đình chỉ có 7 tỷ đồng, song khước từ. Anh Chiến cùng gia đình tiếp tục vay mượn, sử dụng cả tiền đô la Mỹ có sẵn trong nhà được hơn 14 tỷ đồng, thì nghi phạm đồng ý. Lúc này, kẻ bắt cóc mới đồng ý gặp mặt, trao đổi với điều kiện vợ anh Chiến phải một mình lái xe đem tiền đến điểm hẹn. Nếu không thực hiện đúng lời, con trai anh sẽ gặp nguy hiểm. Đến khoảng 21 giờ tối, gia đình anh C đã được nghi phạm cho nói chuyện về con. Vừa anh nhờ đối tượng mua đồ ăn cho con trong lúc gia đình chuẩn bị tiền. Lúc này, nghi phạm nói đã mua bánh mì cho cháu. Anh C cho biết thêm, từ 19h30 đến khoảng 2 giờ sáng ngày 15 tháng 8, gia đình tôi nhận được khoảng 30 cuộc gọi từ nghi phạm. Nghi phạm gọi 2 đến 3 cuộc rồi tắt máy rồi lại đổi sim. Cuộc gọi nào cũng yêu cầu gia đình tôi đưa tiền. Theo anh C, thậm chí, nghi phạm còn điện thoại đe dọa, uy hiếp gia đình anh. Mày không nghe lời tao, mày không cần con, mày cần tiền à tao cho mày đúng đến không giờ, không thương lượng. Lúc đó, không nhận được tiền thì đừng nhìn thấy con. Đến 2 giờ sáng, nghi phạm gọi điện thoại cuối cùng, xong tắt máy. Vừa anh C nhắn tin, cầm tiền đặt lên ghế trước của ô tô. Một mình lái xe xuống Duy Tiên, Hà Nam, theo yêu cầu của nghi phạm. Trong thời gian vừa anh di chuyển, nghi phạm gọi điện thoại liên tục để gia đình không có thời gian báo cho lực lượng chức năng. Khi đến Duy Tiên, Hà Nam, nghi phạm yêu cầu vừa anh C đỗ xe trên cao tốc còn nghi phạm ở đường gom bên dưới. Lúc này, nghi phạm yêu cầu xách tiền xuống, bước qua giải phân cách, đến khu vực đường gom, trời tối om. Đối tượng đã yêu cầu vợ anh C mở túi tiền ra để kiểm tra xem có tiền bên trong không. Khi nghi phạm nhìn thấy rất nhiều tiền và nhận được tiền, vợ anh C hỏi, bây giờ anh nhận tiền, anh cho em xin con. Nhưng đối tượng nói, không, ta phải tiến lên một đoạn nữa mới cho con mày xuống. Anh C cho hay. Khi đó, vợ anh vì quá lo cho con nên chặn đầu ô tô của đối tượng. Sau đó ôm chặt cánh cửa hết. Hôm nay anh có đâm tôi, tôi cũng không đi ra. Bằng mọi giá, phải lấy lại con. Lúc này, đối tượng chạy chậm. Vợ tôi nhảy lên nắp capo. Sau đó đua vào cánh cửa để bám theo xe. Vợ tôi năn nỉ thả thằng bé xuống nên đối tượng mới dừng xe, mở cửa để vợ tôi đón con. Khi đón được con, vợ gọi điện cho tôi ỏa lên khóc nước nở, báo con đã an toàn không có vấn đề gì nghiêm trọng. Nhận tin, tôi không kìm được nước mắt, ôm chầm lấy cán bộ công an. Nghe tin con an toàn, anh C rất vui và hạnh phúc vì con đã trở về không có mệnh hệ gì. Anh C chia sẻ, từ lúc sự việc xảy ra, hai vợ chồng anh chưa ăn uống gì vì quá lo lắng. Khi gặp được con trai, anh C hỏi và con đã kể lại toàn bộ sự việc cho gia đình và lực lượng chức năng nghe. Anh C thuật lại lời con, anh cho biết, con kể lại được nghi phạm mua bánh mì cho ăn nhưng con không ăn vì sợ tẩm thuốc độc. Khi khát nước, con chỉ xin nghi phạm cho uống nước. Tôi có hỏi cháu vì sao không ăn bánh mì nhưng lại uống nước, thì con nói, thấy chú uống được nên con mới uống. Người bố này cho biết thêm, con anh kể lại, thời điểm cháu bị bắt cóc, đối tượng dán băng dính vào miệng cháu và đeo khẩu trang. Quá trình nghi phạm di chuyển có rút súng ra đe dọa cháu và nói, phải nghe lời nếu không sẽ bắn. Để mắc mộng với gia đình anh C đã kết thúc khi giải cứu được con an toàn. Gần 200 cán bộ chiến sĩ được huy động do Phòng Cảnh sát Hình sự chủ công đã triển khai phương án giải cứu thành công cho bé và đối tượng cũng đã bị bắt giữ, điều tra. Trong buổi họp báo chiều ngày 15 tháng 8, Công an thành phố Hà Nội đã có những thông tin ban đầu về vụ bắt cóc trẻ em nhằm tống tiền ở Long Biên vừa qua. Theo Thủ tướng Nguyễn Thành Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, trong quá trình truy bắt đối tượng, lực lượng công an đã chia làm nhiều mũi xác minh ngay trong đêm ở nhiều địa phương khác nhau như Bắc Giang, Hà Nam, Hưng Yên để khoanh vùng đối tượng. Tất cả các mối quan hệ của kẻ bắt cóc đều nhanh chóng được làm rõ, từ đó ra kết luận để dựng lên lộ trình gây án cũng như bỏ trốn của đối tượng. Không chỉ sử dụng biển kiểm soát giả để né tránh sự theo dõi, truy đuổi của lực lượng công an, đối tượng còn liên tục gây sức ép tới gia đình bị hại, đưa tiền hoặc mất con. Để giải cứu bé trai an toàn, lực lượng công an một mặt truy bắt, mặt khác gia đình của cháu bé đã huy động vay mượn tiền từ bạn bè, người thân để đáp ứng yêu sách của nghi phạm. Theo thiếu tướng Tùng, nghi phạm chọn điểm giao tiền tại khu công nghiệp Đồng Văn, tỉnh Hà Nam vì đây là địa bàn vắng vẻ, có tầm quan sát rộng và nhiều lối thoát. Nếu bị vây bắt sẽ dễ dàng bỏ trốn. Trong quá trình giao dịch, đối tượng chỉ cho mình mẹ cháu bé tiếp cận. Thiếu tướng Tùng cho biết, chúng tôi đã phải đưa ra nhiều phương án, nhưng việc đảm bảo an toàn cho cháu bé là cao nhất. Do đó, khi mẹ cháu đưa tiền, chúng tôi đã không tiến hành bắt giữ, mà để khi nạn nhân đã an toàn, các chiến sĩ mới bao vây, bắt đối tượng. Và đó cũng là lý do tại sao, khi mẹ cháu bé tới điểm hẹn của kẻ bắt cóc, lực lượng công an không xông ra, vây bắt đối tượng ngay lập tức. Bên cạnh đó, trong quá trình bắt bao vây, nghi phạm đã nổ súng khiến một chiến sĩ công an bị thương ở đùi. Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Đức Trung khai nhận do vay nợ tiền của nhiều người không có khả năng chi trả nên nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản của các nhà dân sinh sống ở các khu đô thị cao cấp tại Hà Nội. Tuy nhiên, Trung không trộm cắp được tài sản nên nảy sinh ý định bắt cóc một trẻ em để đe dọa cưỡng đoạt tiền của gia đình cháu bé. Sau khi nảy sinh ý định trên, Trung đã mua một cuộn băng dính to, một đôi găng tay, hai dây chun buộc hàng tại một chợ trên địa bàn quận Long Biên. Sau đó, khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, chung đi đến khu vực trước cửa biệt thự C6 BT7, khu đô thị mới Việt Hưng, phường Việt Hưng thì phát hiện và thực hiện hành vi bắt cóc cháu NTP. Vụ việc lần này quá đối nguy hiểm, may mắn đối tượng vẫn chưa làm gì ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe cho bé. Cũng như lực lượng công an đã có những kế hoạch phù hợp, nhanh chóng để bảo vệ an toàn của cho bé và gia đình nạn nhân. Có thể thấy, các đối tượng bắt cóc trẻ em hiện nay vô cùng manh động chúng có thể nghĩ ra vô vàn những kịch bản để có thể đạt được mục đích của mình. Từ sự việc trên, mỗi gia đình cần cẩn trọng, không nên chủ quan trong việc trông coi con trẻ, dù đó là nơi an toàn nhất đi chăng nữa.